ta phân ra làm bốn cái loại bệnh đái tháo đường. Cái đái tháo đường type 1 thì cái tỷ lệ đái tháo đường này nó chủ yếu xảy ra ở người trẻ và cái tỷ lệ nó rất thấp. Cái đái tháo đường type 2 là cái đái tháo đường xảy ra nhiều nhất, gặp nhiều nhất và chủ yếu là người ở trung niên. Và cái đái tháo đường type 3 là cái đái tháo đường do các nguyên nhân khác, ví dụ như viêm tụy rồi thì là bệnh lý của tụy này khác thì nó có tỷ lệ rất thấp. Và cái đái tháo đường nữa là đái tháo đường thai kỳ, thì trong tất cả các bệnh đái tháo đường đó người ta chỉ tìm ra được cái không tìm được cái yếu tố nguyên nhân gây bệnh, nhưng người ta tìm ra được cái yếu tố nguy cơ gây bệnh, đặc biệt trong đái tháo đường type 2, cả nam cả nữ đấy, cả tuổi trên 35. Cái thứ hai là thừa cân béo phì, mà bạn biết đấy là cái tỷ lệ thừa cân béo phì của chúng ta kể cả trẻ nhỏ và người lớn thì rất là cao. Và cái thứ ba là những người đã bị tăng huyết áp. Và cái thứ tư là những người bị rối loạn chuyển hóa mỡ máu, tức là chúng ta biết là cái rối loạn chuyển hóa mỡ máu rất nhiều. Cái nữa chúng ta hay gặp đấy là những người đã bị bệnh tiền đái tháo đường, rồi những người mà đẻ con trên 4 cân và những người bị u nang buồng trứng. Như vậy đấy là các cái yếu tố nguy cơ mà có thể gây nên đái tháo đường type 2 sau này.